của mặc dù rất cao tuổi nhưng vẫn tham gia các tiết mục văn hóa văn nghệ để rèn luyện sức khỏe cũng như là xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ của hội người cao tuổi xã nhà. Nhà công bắt đầu. Người cao tuổi chi hội 3. Xin trân trọng cảm ơn. Và nối tiếp chương trình sau đây.